năm 2013, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Nghệ An đã thu được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhưng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt và suy thoái kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao. Hiện còn nhiều hộ nghèo đang gặp khó khăn, rất cần được sự chung tay giúp đỡ, nhất là vào dịp Tết đến xuân về. Nhằm tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ và động viên, đồng bào nghèo được đón Tết cổ truyền năm 2014 đầm ấm, an vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm có tấm lòng với quê hương, hưởng ứng ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Thông qua chương trình Tết vì người nghèo Giáp Ngọ năm 2014 do tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, các tổ chức cá nhân có thể lựa chọn ủng hộ tại chương trình truyền hình trực tiếp hoặc gửi về ban tổ chức chương trình thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3751090 3417, kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức xin trân trọng cập nhật kết quả ủng hộ của các đơn vị cá nhân trên sóng NTV và website truyền hình nghệan.vn.